Xin chào các bạn đến với kênh Linh Miêu Tarot. Hôm nay là cuối tuần rồi và mình sẽ làm một chủ đề rất là hấp dẫn dành cho các bạn. Đó chính là chủ đề về thần tình yêu, thần Cupid sẽ có kế hoạch dự định gì cho con đường tình cảm của bạn sắp đến. Thì ở đây chúng ta có 3 tụ bài. Tụ thứ nhất màu xanh dương với hình những con mèo. Tụ thứ hai đó là màu tím White Springs. Và tụ thứ ba đó là màu vàng Mariposa. Rồi, mình xin lặp lại chủ đề của ngày hôm nay như sau. Đó là thần tình yêu, thần Cupid có dự định hay kế hoạch gì cho câu chuyện tình cảm của bạn trong tương lai. Đây, mình có 3 tụ bài, 1, 2 và 3. Các bạn lựa chọn tụ bài mà mình yêu thích nhất nha. Rồi, và trước khi đến với tụ bài thứ nhất á, thì mình xin có một thông báo nho nhỏ. Đó chính là kênh Linh Miêu Tarot đã xuất hiện thêm ở trên channel TikTok và fanpage Facebook. Các bạn có thể search ở trên TikTok hoặc cả fanpage đều là từ khóa Linh Miêu Tarot thì sẽ ra một page duy nhất và một trang TikTok duy nhất. Mời các bạn follow để xem, nếu mà các bạn có để ý á, thì ngày hôm qua mình đã share những cái clip TikTok trên platform YouTube luôn rồi và dưới hình thức là Shorts. Thì các bạn có thể theo dõi những clip đó. Đó là những clip random message, là thông điệp một cách ngẫu nhiên và nó chỉ có một tụ duy nhất. Thông điệp được trao đi một cách rất là xúc tích và ngắn gọn. Còn mình vẫn duy trì kênh YouTube ở đây với các bạn để chia sẻ với các bạn những tụ bài. Mà một tuần thì mình sẽ có 2 clip, có 3 tụ bài và theo một chủ đề ngẫu nhiên, và trải bài nó cũng sẽ kỹ lưỡng hơn, có tông hơn và dài hơn, với thời lượng tương tác với các bạn nhiều hơn. Rồi thì đó là đã hết một phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ bài thứ nhất. Clip này mình cũng sẽ trải bài trực tiếp luôn, cho nên nó cũng sẽ có thể hơi lâu một chút ha. Tụ bài thứ nhất có màu xanh biển. Vậy thì mình sẽ chọn một bộ bài màu xanh biển cho tụ bài thứ nhất. Đây, mình sẽ chọn bộ này. Bộ này là bộ Vision Tarot. Tarot ơi, hôm nay mình quay clip YouTube nha, với chủ đề là thần tình yêu, thần Cupid có dự định kế hoạch gì cho các bạn chọn tụ bài thứ nhất trong tương lai sắp đến. Thì đầu tiên á, cái điều mà mình có thể thấy rõ nhất qua cái năng lượng của các bạn ở đây, đó chính là các bạn vừa trải qua một cuộc bể dâu, nghĩa là các bạn vừa mới trải qua một mối tình, có thể là vừa trải qua gần đây hoặc có thể là vừa đã trải qua cũng một thời gian khá lâu rồi, có thể là tính bằng tháng hoặc bằng năm. Tại vì ở đây mình thấy các bạn đã đạt đến cái giai đoạn chữa lành rồi, các bạn đã gần như hoàn thiện cái giai đoạn chữa lành của bản thân, các bạn đã có thể cân bằng được cuộc sống tình cảm và cuộc sống về mặt cảm xúc và cuộc sống về mặt thực tại của mình. Nghĩa là những cái cảm xúc và những cái tình cảm nó không có quá xáo động, nó không có quá khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, nó không làm cho cái cuộc sống cá nhân hàng ngày, nó không có ảnh hưởng đến công việc và học tập của bạn nữa. Tóm lại là bây giờ các bạn đang ở trong một cái năng lượng gọi là năng lượng Queen of Wands, là năng lượng hoàng hậu gậy, là một cái người cảm thấy rất là lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tươi mới, tươi trẻ, yêu đời, biết cảm ơn cuộc đời, biết tận hưởng cuộc sống và lựa chọn cho mình những cái option, những cái lựa chọn mà nó phù hợp nhất. Queen of Wands cũng thể hiện một cái năng lượng, đó là bạn đã sẵn sàng bước đến một cái câu chuyện mới, một con đường tình cảm mới.
Ở đây chúng ta có tin vui và cũng tin hơi không vui một chút. Thì tin vui đó chính là chắc chắn thần Covid đã để ý tới các bạn rồi. Chắc chắn trong tương lai các bạn sẽ có một cái a whole new love life. Nghĩa là bạn sẽ có cả một cái cuộc sống tình cảm nó rất là tuyệt vời và nó rất là khác lạ, khác so với những gì bạn đã trải nghiệm trước đây. Tại vì ở bây giờ ở trong bạn á, nó đang lan tỏa ra một cái năng lượng nó rất là quyến rũ, hấp dẫn và nó rất là tỏa sáng. Tại vì bạn đã healing được bản thân, bạn đã vượt qua được cái quá trình đau khổ, đã chấp nhận và đã học được những bài học của quá khứ rồi. Cho nên bây giờ điều bạn cần á, có thể là bạn đang rất mong, bạn cũng mong muốn là sẽ có một người đến ở bên cạnh mình, sẽ có một người bạn trai, bạn gái để chia sẻ. Nhưng mà nếu không có thì cũng không sao cả, bạn vẫn là ok, I'm fine being alone. Nghĩa là bạn không có bị ràng buộc bởi cái việc là mình phải có một mối quan hệ, mình phải có một người ở bên cạnh mình để chăm sóc yêu thương mình thì mình mới cảm thấy hạnh phúc. Không, bây giờ bạn đang ở trong một cái năng lượng là bạn đã hạnh phúc với chính bản thân mình rồi. Cho nên cái người mới này nó chỉ là một sự add in vào thôi. Và ngay khi mà bạn không ngờ đến á, thì thần Cupid sẽ cho cái người đó đến gõ cửa trái tim của bạn. Nghĩa là bạn sẽ gặp người đó không phải là ở trong một cái thời điểm mà bạn cố gắng kiếm tìm. The Magician quay ngược, có nghĩa là khi mà bạn không ngờ đến nhất, khi mà bạn không có cố gắng nỗ lực để manifest điều đó nữa, thì tự nhiên cái người đó họ sẽ đến với các bạn. Họ sẽ đến một cách rất tự nhiên và họ sẽ đền bù cho tất cả những gì mà bạn đã trải qua trước đây, những sự đau khổ của bạn hay là những cái tấm lòng thành của bạn đã bỏ ra ở trước đây. Và nếu như bây giờ các bạn nếu như trước đây các bạn không được đền đáp, thì bây giờ cái người này họ sẽ đến và họ sẽ bù đắp lại hết cho bạn tất cả những điều đó. Họ sẽ xoa dịu các bạn, bản thân các bạn đã healing, đã chữa lành rồi, các bạn không còn cảm thấy tổn thương nữa. Nhưng cái người này họ sẽ đến để họ xoa dịu và yêu thương bạn thêm. Ở đây chúng ta có lá justice, nghĩa là lá công bằng, nghĩa là những gì bạn đã làm trước đây thì bây giờ bạn sẽ gặt hái được những cái mà xứng đáng với các bạn. Nhưng mà các bạn nên nhớ nha, chỉ khi nào mà các bạn đã thật sự hoàn thành, bởi vì ở đây mình thấy cái năng lượng của các bạn là gần như hoàn thiện quá trình healing, gần như nha, nghĩa là 10 bước thì các bạn đã 9 bước rồi, các bạn vẫn phải còn một bước nữa chứ chưa thể nào thần Cupid sẽ không đến ngay, sẽ có một sự delay nhẹ. The Hangman có một sự delay nhẹ, có một giống như là thần Cupid đang ở trên cao và quan sát các bạn vậy đó, xem thử là mày có thật sự healing không. Chừng nào mày healing xong hết rồi thì lúc đó ta cho mày đứa khác. Còn bây giờ nếu mà mày vẫn vừa healing mà vừa ngoái đầu lại nhìn, hoặc là vừa healing mà vừa tìm kiếm, cố gắng kiếm tìm một ai đó, một thứ gì đó, thì ta sẽ không cho mày đâu. Thì cái kiểu nó là như vậy, nghĩa là bạn phải thật sự buông bỏ và thật sự sống hạnh phúc với chính bản thân mình trước đã. Thì đó là một nguồn năng lượng. Còn một nguồn năng lượng thêm nữa, mình nói là thêm nữa nha, chứ không phải là nguồn năng lượng khác. Tại vì ở đây mình thấy một nguồn năng lượng chính là như vậy thôi. Còn thêm nữa thì ở một số trường hợp thì có thể cái người cũ á, cái người mà trước đây đã làm cho bạn cảm thấy rất là đau đớn, rất là buồn bã, thì họ đã quay về. Tại vì họ đã học được một cái bài học, cũng là cái lesson stick. Họ học được cái bài học, họ biết rằng là họ đã làm sai với các bạn, họ biết rằng là họ đã làm bạn đau khổ và tổn thương đến như thế nào. Và bây giờ họ nghĩ là đến lúc họ phải bù đắp lại cho bạn, thì họ sẽ quay về và offer cho bạn một cái chương mới, một cái tình cảm họ muốn quay lại. Nhưng mà ở đây á, mình thấy các bạn là không thật sự là không muốn quay lại với người này nữa. Tại vì các bạn đã healing gần như là xong rồi, và các bạn biết là ở phía trước còn nhiều điều chờ đón mình, và mình không nên tiếc nuối hoài, nằm hoài với lại cái điều cũ này nữa. Mặc dù là nó có sự thay đổi, nhưng mà cái vết thương sâu trong lòng thì nó, mình healing là mình chấp nhận, mình tha thứ, nhưng không có nghĩa là mình sẽ bỏ quên và mình sẽ cho phép người đó có thể tiếp tục trong tương lai, hoặc là một lúc nào đó lại làm mình tổn thương thêm nữa. Thì cái đó là không, bạn sẽ không đồng ý với cái cách đó. Do đó là
mình thấy ở đây là trong tâm trí của bạn là bạn đã hoàn toàn là cắt đứt với người này rồi. Mặc dù người này có quay về và offer cho bạn cái gì đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ không đồng ý, không nhận lời. Và bản thân bạn cũng quan sát người này và quan sát cái lúc mà họ quay lại mà họ offer cho các bạn á, thì bạn cũng cảm thấy đó giống như là một cái sự, giống như nó chỉ là một sự ăn năn, một sự hối lỗi, và họ nghĩ là họ cần phải bù đắp. Nhưng mà thực sự làm cái gì để bù đắp như thế nào, phải như thế nào để mang cái kết nối này á, thực sự kết nối lại với nhau, thì trong đầu họ vẫn chưa có hình thành rõ ràng. Những cái sự quay lại lần này á, đối với họ giống như là, tại vì họ quá ăn năn, họ quá cảm thấy hối hận, họ quá ân hận, họ bị cắn rút lương tâm quá nhiều cho nên họ mới quay lại thôi. Chứ còn thật sự để mà xét trên phương diện là tình cảm và thực tế là hai người sẽ tiến đến với nhau như thế nào thì cái người này bản thân họ cũng chưa thật sự hiểu rõ, biết rõ, họ chưa thật sự chữa lành bản thân giống như bạn. Cái câu chuyện tình này mà kết thúc á, câu chuyện cũ mà kết thúc á, thì cả hai người đều tổn thương, bạn tổn thương nhiều hơn, nhưng mà bạn đã rất mạnh mẽ và bạn đã vượt qua được rồi. Những cái người này á, họ là một người rất là hoài niệm và họ hay thường sống trong quá khứ. Maybe cái lý do mà trước đây các bạn chia tay nhau hoặc là làm tổn thương nhau là vì cái người này họ rất là hay sống trong quá khứ, họ cứ có một cái hình ảnh nào đó và họ cứ so sánh với quá khứ, hoặc là họ lôi chuyện quá khứ ra họ nói, làm cho bạn cảm thấy rất là mệt mỏi trong mối quan hệ này. Thì bây giờ họ nhận ra là bạn mới là cái người mà mang lại cho họ cái thực tại. Nhưng mà để giống như là cái nết đánh chết không chừa các bạn, để mà họ thật sự hiểu rõ được là cái người này mình phải trân trọng họ như thế nào, của thực tại như thế nào, thì thật sự họ vẫn chưa làm được. Họ vẫn đang trong cái quá trình healing và họ đang trong cái quá trình gọi là vẫn còn là quá trình rất là đau khổ và muốn làm một cái gì đó để bớt đau khổ đi thôi, chứ không hẳn là họ thật sự hiểu ra được giá trị của bạn trong thực tại để mà nâng niu và cho cái cơ hội này một cái và cho cái mối quan hệ này một cơ hội mới. Thì họ chưa có thật sự hiểu ra được cái giá trị của bạn và của mối quan hệ giữa hai người, cho nên khi mà họ quay lại offer thì bản thân bạn cũng nhận ra điều đó và bản thân bạn cũng không mình nghĩ là bạn sẽ không đồng ý và bạn sẽ mong chờ đến tương lai. Tại vì bây giờ bạn đang kiểu rất là gọi là ta đã vượt qua hết rồi, ta đã hoàn thiện bản thân xong hết rồi, và bây giờ ta đang ở trên một cái tầm cao như thế này và ta muốn gặp những cái người ở cùng tầng sống, cùng tần số với ta, kiểu như vậy. Rồi thì đó là tất cả những gì mà thông điệp của tụi một ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay, đúng thì hãy like, comment và chia sẻ clip này, comment dưới phần bình luận để cho mình biết. Đừng quên follow Linh Mutarot trên, bây giờ là trên rất nhiều kênh rồi, bây giờ là trên YouTube, trên Instagram, trên Facebook và cả trên TikTok, để biết khi nào mình ra video clip mới và để xem những video clip thông điệp ngẫu nhiên của mình rất là hay ho và hấp dẫn. Và bây giờ mình xin phép chuyển tụ qua tụ bài thứ hai, mình sẽ dùng một bộ bài khác cho tụ hai. Tự nhiên có nhiều kênh hơn cho nên hôm nay mình cảm thấy hào hứng hơn, có năng lượng hơn hay sao ấy. Rồi bây giờ sẽ là tụ bài thứ hai nha, tụ bài màu tím. Tụ bài màu tím hả, để mình coi. Á, à, mình có một bộ bài không phải là màu tím mà là màu hồng tím tím. Rồi đây sẽ là bộ bài của tụ thứ hai nha. Tarot ơi, xin Tarot cho biết thần tình yêu, thần Cupid có kế hoạch nào sắp tới cho các bạn chọn tụ thứ hai.
Rồi. Hello, xin chào các bạn. Chọn tụ bài thứ 2. Tụ bài Why This Ring. Thì cái thông điệp mà thần tình yêu muốn gửi đến cho các bạn ở đây á, có vẻ như các bạn đang ở trong một mối quan hệ mà trong mối quan hệ này các bạn cảm thấy mình không được trân trọng cho lắm. Các bạn có một cái linh cảm, một cái trực giác rất là nhạy bén, và có thể dạo gần đây các bạn đã nhận ra được những cái tín hiệu, nhìn thấy những cái dấu hiệu, những cái red flag, những cái cờ đỏ, những cái biểu hiện của sự không trung thực, của một cái tình cảm toxic độc hại, của một sự cạn kiệt về mặt tình cảm và cảm xúc ở trong mối quan hệ này. Cái tụ thứ hai á, khi mà bạn đang xem clip này, nó cũng là một thông điệp, nó cũng là một cái biểu hiện mà vũ trụ đang gửi đến thông điệp cho các bạn, đó là các bạn nên rời khỏi cái mối quan hệ hiện tại. Bình thường khi mà mình xem tarot á, mình không có hay khuyên là nên thế này hay nên thế kia, phải cái này hay phải cái kia, tại vì mình cảm thấy tất cả những gì mà tarot truyền tải đến á, nó sẽ chỉ là một cái thông điệp, giống như là một cái guideline, một cái hướng dẫn thôi. Còn quyết định và hành xử như thế nào thì đó là lựa chọn của các bạn. Ok, ở đây là mình khuyên là các bạn nên rời khỏi mối quan hệ này, đúng không? Nhưng mà cũng có một số bạn có thể sẽ lựa chọn việc ở lại, tại vì cái trải bài này là trải bài chung. Có thể mình nói đúng về mặt năng lượng, nhưng mà sâu xa hơn, lý do từ đâu nó dẫn đến cái nguồn năng lượng này thì các bạn mới là người hiểu rõ nhất. Và khi các bạn hiểu rõ như vậy, các bạn sẽ có được cái sự lựa chọn là mình nên ở lại để thay đổi, sửa đổi, để tiếp tục, hay là mình nên rời bỏ. Thì ở đây cái trải bài, cái năng lượng ở đây nó cho lên một cái năng lượng rất là rõ ràng, đó là hai ông vua đảo ngược, vua xu và vua gậy. Ở trong một mối quan hệ mà vua xu và vua gậy, nghĩa là cái mối quan hệ này nó không còn tình cảm nữa, nó sẽ chỉ còn những cái yếu tố khác, giống như là về cho đi nhận lại, một thói quen. Cái tình cảm ở đây nó giống như là một thói quen vậy đó. Tới ngày tới giờ thì kỷ niệm, tặng quà cho nhau, xong rồi cũng có thể là một cái mối quan hệ mà nó giống như là friends with benefit nhiều hơn là một mối quan hệ thật sự. Tại vì ở đây á, mình không nói cái mối quan hệ này từ lúc bắt đầu là nó là sự lừa dối, mình không thấy cái năng lượng là vậy. Mình chỉ thấy cái năng lượng hiện tại, đó là mọi cái cảm xúc, mọi cái tình cảm ở trong mối quan hệ này nó đã rời đi rồi, nó đã biến mất rồi, và nó phai nhạt một cách dần dần rồi. Những gì còn lại ở trong mối quan hệ này, nó chỉ là sự quen thuộc, một cái quy trình, một cái giống như là đến hẹn lại lên, hoặc đơn giản hơn là một trong hai người hoặc cả hai người ngại việc chia tay và làm quen một người mới, cho nên vẫn tiếp tục duy trì một cái mối quan hệ mà nó không còn tình cảm, cảm xúc trong đây nữa. Nó chỉ còn những cái nhu cầu khác, nhu cầu về vật chất, nhu cầu về thể xác. Ông vua tiền quay ngược là nhu cầu về vật chất, và ông vua gậy quay ngược là nhu cầu về thể xác. Nó chỉ còn những cái nhu cầu gọi là cơ bản để hai con người ở gần nhau thôi. Cho nên mình đã có mối quan hệ này, nó bản thân bạn đang nhận thấy là nó giống một friends with benefit nhiều hơn. Mặc dù bản thân bạn đang đầu tư rất là nhiều trong này, bạn là một impress, bạn là một người rất là giàu dạng, tràn đầy tình cảm, và luôn luôn muốn yêu thương, luôn muốn bảo vệ, luôn muốn đưa cái mối quan hệ này nó nâng lên thêm một tầm cao nữa. Nhưng mà trong bạn cũng nhận thức ra được rằng là đối phương không còn mong muốn điều tương tự. Ở đây các bạn hãy đảo chiều lại giúp mình nha. Có thể cái người không mong muốn điều tương tự là bạn chứ không phải là đối phương. Thì thông điệp hai chiều này các bạn hãy đảo chiều giúp mình. Ở đây á, mình cảm thấy cái sự lừa dối nó không phải là lừa dối theo kiểu là có người thứ ba, hay là lừa dối theo kiểu một cái, nói chung là nó, mình không thấy có người thứ ba ở đây. Đơn giản là mình chỉ thấy là cái mối quan hệ này nó đã đi hết cái chu kỳ của nó rồi, và bây giờ nó đang nằm ở trong một cái thời điểm gọi là quá quen thuộc. Mình tiếp tục cái sự quen thuộc này ở lá bảy xu.
có nghĩa là tiếp tục đầu tư, tiếp tục với cái sự quen thuộc, giống như là chăm sóc của cây thì hàng ngày buổi sáng phải ra tưới nắng, xong rồi buổi chiều phải bắt sâu, xong rồi lâu lâu thì bón phân, nghĩa là với một cái quy trình quen thuộc như vậy. Hay là mình phải chấp nhận là cái cây này nó không phải là cái cây của mình nữa, mình không thật sự thích cái cây này nữa và cái cây này nó cũng không có thích mình nữa, thì mình hãy để cái cây này chết đi và mình trồng cây mới. Thì bạn đang ở trong một cái giai đoạn gọi là phân vân giữa hai cái option này. Tại cơ bản là cái tình cảm ở trong mối quan hệ này nó đã phai nhạt đi rất nhiều rồi, cái mức độ tình cảm ở trong này mình thấy nó chỉ còn đâu chắc được 2-3 phần thôi, cả hai người đều cảm giác được như vậy. Cho nên bây giờ giống như là hai bạn đang ở trong một cái thế giằng co. Giằng co là ai buông tay ra trước. Anh không buông thì tôi cũng không buông, cô không buông tôi cũng không buông. Ở nếu như cô buông tay ra thì tôi cũng buông tay, và nếu cô không buông tay thì tôi không buông tay. Có nghĩa là hai người giằng co và cố gắng bám víu nó trong một cái mối quan hệ mà thật ra nó đã chết rồi. Nhưng mà tại vì cảm thấy là quá lo ngại, quá không muốn, không có thời gian, không có công sức để tiến đến một mối quan hệ khác, hoặc đơn giản chỉ là cái mối quan hệ này nó vẫn còn đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản như mình đã nói, đó là nhu cầu về vật chất và nhu cầu về thể xác. Vậy thì why not, tại sao mình cũng chưa kiếm được mối nào ngon hơn, ok thì mình cứ ở trong mối quan hệ này đi, kiểu như vậy. Thì ở đây bạn sẽ đứng trước một cái thử thách, đó là hoặc là hai người phải có sự thay đổi, phải nói chuyện, phải rõ ràng với nhau. Mà mình thấy cái option mà thay đổi này á, nó hơi khó diễn ra. Tại vì cả hai bạn, hai người ở hai thế khác nhau luôn rồi, ở hai cái tần số, ở hai cái mood, ở hai cái tông mình mood, cái tâm trạng á, nó thật sự là khác nhau rồi. Ở đây một người thì là phe kiếm, một người thì là phe tiền. Phe kiếm là nó rất là linh động, nó kiếm là gió, là không khí mà, thì nó chuyển động rất là linh hoạt. Còn tiền á, thì là đất, là nó tượng trưng cho một cái gì đó mà nó trì trệ và nó tồn tại mãi mãi một chỗ. Thì cái tính chất của hai người bây giờ hoàn toàn khác nhau rồi, cho nên cái việc để mà thay đổi, để lột xác cái mối quan hệ này cho nó thành một cái, cho nó theo một cái chu kỳ mới, để phát triển lên theo một cái chu trình mới á, thì mình cảm thấy nó rất khó diễn ra. Và ở đây á, thì cái lá Moonology cũng nói cho mình biết, đó chính là Robusty lies ahead, nghĩa là phía trước nó còn nhiều thứ gọi là dồi dào, trù phú, màu mỡ, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp nó nằm ở phía trước. Vậy thì tại sao mình lại chôn chân ở trong một mối quan hệ mà bản thân mình biết là không có cửa nào có thể hàn gắn hoặc là có thể lột xác nó được? Thì cái kế hoạch của thần tình yêu theo cái trải bài này nha, thì cái kế hoạch của thần tình yêu trong thời gian tới đối với bạn đó chính là bạn sẽ dần dần nhận ra được, đây, bạn sẽ dần dần nhận ra được cái giá trị cuộc sống, cái điều mà mình mong muốn. Bạn sẽ nhìn nhận lại được hết cái quá trình bạn, giống như là được khai sáng và được khai mở tâm thức. Bạn biết được là mình phải vượt qua cái cơn bão này, thì sau cơn bão này sẽ có trời sáng, sẽ có cầu vồng, sẽ có những thứ tốt đẹp đang chờ ở mình phía trước. Mà nếu mình muốn những cái thứ đó thì mình sẽ phải cắt đứt với lại những cái thứ cũ kỹ, mình vượt qua cơn bão để mình đến được với lại những cái thứ tốt đẹp kia. Thì đó là thông điệp vũ trụ gửi đến cho các bạn chọn tụ thứ hai. Thần Cupid có dự định gì cho các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thông điệp và hay, đúng, phù hợp bản thân, hãy like, comment với phần bình luận giúp mình, chia sẻ video clip này. Hoặc các bạn có thể follow Linh Miu Tarot. Bây giờ có rất là nhiều kênh rồi, nói chập líu lưỡi. Linh Miu Tarot ở trên các kênh YouTube này, Instagram này, Facebook này và TikTok, để biết khi nào mình ra video clip mới, cũng như là xem những cái clip ngắn ngắn mà thông điệp ngẫu nhiên của mình. Những cái clip ngắn đó thì làm cũng nhanh thôi, nên mình sẽ chịu khó là ra đều đặn một ngày khoảng 2 hoặc 3 clip gì đó để cho các bạn xem. Còn mình vẫn giữ cái lịch trải bài YouTube hàng tuần, đó chính là một tuần sẽ có 2 clip trên YouTube là trải bài chọn tụ. Vậy ha, cảm ơn các bạn. Nếu bạn có
nhu cầu xem trải bài cá nhân thì hãy liên hệ với mình. Bây giờ có thể liên hệ trên Instagram hoặc Facebook đều được, với từ khóa Linh Miu Tarot nha. Thì mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đến cái tụ thứ ba. Tụ thứ ba là tụ màu vàng ha. Tụ màu vàng, mình có bộ bài nào màu vàng ta? Đây, mình sẽ dùng bộ bài này, bộ bài màu vàng dành cho tụ thứ ba là tụ bài màu vàng ha. Tarot ơi, hôm nay mình quay clip YouTube nha. Xin chủ đề là thần Cupid có dự định kế hoạch gì? Cho các bạn chọn tụ bài thứ ba. Thần Cupid có dự định kế hoạch gì trong câu chuyện tình yêu? Cho các bạn chọn tụ bài thứ ba. Mariposa. Mình cảm giác á, là trước đến nay những bạn nào chọn tụ bài thứ ba thì rất hay chọn tụ bài thứ ba, nghĩa là cái năng lượng, cái tần sóng của cái trải bài của tụ thứ ba từ trước đến giờ mình thấy nó rất là thống nhất, nó rất là giống nhau, một cái thông điệp nó lặp đi lặp lại, hoặc là nó đi theo một cái tiến trình phát triển về mặt nhận thức, mặt tâm linh của các bạn. Thì nếu mà các bạn thấy đúng là như vậy, trước giờ các bạn hay chọn tụ ba rồi hôm nay các bạn cũng chọn tụ ba, thì các bạn hãy nói cho mình biết ha. Rồi ở đây á, mình cảm thấy là trong khoảng thời gian này Cupid không để ý tới các bạn và các bạn cũng không để ý tới Cupid luôn, kiểu giống như là ví dụ Cupid có để ý đến các bạn đi chăng nữa thì các bạn cũng lấy nồi niêu xoong giảo ra mà chặn lại, người ta bắn tên tới đâu là bạn chặn lại tới đó, bạn không có cho người ta bắn mũi tên trúng bạn. Bởi vì sao? Bởi vì bạn có một cái, bởi vì bạn đã mất hy vọng, bạn đã mất cái niềm tin vào trong tình yêu rồi. Giống như một cái câu hát trong bài hát gì của Bích Phương, trong bài Một Cú Lừa của Bích Phương, đó là cái câu tình yêu đối với em thiêng liêng như một đền thờ, nhưng mà bây giờ thì em không muốn cầu nguyện nữa. Nghĩa là bạn đã hoàn toàn mất niềm tin vào trong tình yêu rồi, thật sự là hoàn toàn mất luôn. Và bạn cảm thấy những cái chuyện tình, những cái chặng đường tình cảm trước giờ mình đã trải qua, mình chân thật đến bao nhiêu, mình cho đi đến bao nhiêu thì mình càng không nhận lại đến bao nhiêu. Mình chỉ có mất đi thôi, mình không có nhận lại, mình không có được đắp thêm vô. Cho nên giống như bây giờ bạn đang cảm thấy ok fine, tao ổn với cuộc sống một mình, nhưng mà cái năng lượng tao ổn với cuộc sống một mình này á, nó lại không có giống như năng lượng của tụ thứ nhất. Tụ thứ nhất là ok fine, tao ổn với cuộc sống một mình, nhưng mà bây giờ tao cũng muốn có ai đó chia sẻ đồng hành với tao, và tao sẵn sàng open the door. Đây, cửa đây, mời vào, ai có chìa khóa ngon thì vào. Kiểu tự thứ nhất là họ theo một cái hướng healthy hơn, một cái hướng khỏe mạnh hơn. Họ đã hoàn toàn chữa lành được cái cảm xúc, cái đứa trẻ bên trong của họ rồi. Còn đối với các bạn nhận tụ bài thứ ba thì mình cảm thấy là các bạn chấp nhận việc bị tổn thương, nhưng mà các bạn chưa chữa lành nó, và các bạn vẫn cứ đau đớn cái nỗi đau này, cái sự tổn thương này. Và giống như là các bạn đang
trả thù đời vậy á. Nó trả thù đời thì cũng hơi quá, nhưng mà theo kiểu là bây giờ ta sẽ không nghiêm túc với bất kỳ ai nữa, bây giờ ta sẽ không yêu thương ai nữa, bây giờ ta sẽ chỉ biết cho ta thôi, và tất cả những mối quan hệ với ta được, nó chỉ là một cái gia vị thêm vào cuộc sống của ta. Và giống như là khi nào tao cần một người, tao cần one night stand hay tao cần friend with benefit, tao cần chuyện đó thì tao sẽ kiếm một người, mà đến khi tao hết cần rồi thì thôi bye bye. Tất cả những cái thứ trong chuyện tình cảm bây giờ, bạn ai mà nhìn ngoài vào thì họ vẫn không có thấy là bạn cô độc và đang đau khổ đâu. Bạn luôn tỏ ra một cái, bạn luôn toát ra và cho người ta thấy, cho người ta một cảm nhận là bạn rất là có giá trị, bạn rất là đào hoa, có rất là nhiều người yêu thương và để ý đến bạn. Đúng là như vậy, nhưng mà bạn không có coi trọng tình cảm của những người đó, và bạn chỉ xem họ như là những cái mối tình ngắn hạn, như là một cái gì đó để giải tỏa, giải khuây trong cuộc sống của mình thôi. Mình không có phê phán cái lối sống này của bạn là đúng hay sai, nhưng mà bạn biết rồi đó, cách mà những cái gì mà nó bạn đã gây ra thì bạn cũng sẽ gặt lại ở trong tương lai, cũng như những gì bạn đã bỏ ra thì bạn cũng sẽ gặt lại thôi. Bạn không có mất đâu, bạn đừng có mặc cả với vũ trụ, bạn đừng có nói rằng à tôi cho cái này bây giờ phải cho tôi lại cái kia thì mới công bằng. Mình cảm thấy cái chuyện mặc cả với vũ trụ đó, người bị thiệt luôn luôn là chính mình. Tại vì sao? Tại vì nếu mà thần Covid thật sự họ để ý đến bạn, nhưng mà bây giờ bạn lại mặc cả với người ta, bạn muốn là không, tôi không muốn cái mũi tên đó, cái mũi tên đó mũi tên bằng tre, bằng gỗ, bằng nứa, bây giờ tôi muốn cái mũi tên bằng vàng, tại vì trước đây tôi đã cho đi rất là nhiều vàng, rồi bao nhiêu tình cảm, những cái tấm lòng thành của tôi đã cho đi rồi, bây giờ phải đổi lại cho tôi một mũi tên bằng vàng. Đó là cái sự mặc cả đối với vũ trụ. Và nếu mà bạn cứ mặc cả như vậy á thì thần cũng sẽ không để ý luôn. Ok, giờ ta chỉ có cái tre, gỗ, nứa hôm lấy ông lấy thôi, ta đi đây bye bye, kiểu như vậy. Nó người bị thiệt sẽ luôn luôn là mình. Bạn đừng nghĩ là bạn có thể mặc cả được với vũ trụ, tại vì vũ trụ rất là công bằng. Nếu mà bạn mất ở chỗ này thì bạn sẽ được bù đắp ở chỗ khác. Và nếu mà bạn làm sai, làm xấu một cách cố tình ở chỗ này thì ở một nơi nào đó khác, một lúc nào đó khác, một thời điểm khác, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả cho những gì mình đã làm. Cho nên ở đây á, thì mình chỉ thấy cái năng lượng hiện tại của bạn đó là thần cũng biết không có dự định gì cho bạn cả, và bạn đang tự làm chủ cuộc sống của mình bằng cách là bạn cân bằng cuộc sống, công việc, đam mê, hưởng thụ cuộc sống, và những mối quan hệ đối với bạn nó sẽ chỉ là những sự những giây phút thăng hoa ở trên giường vậy thôi, chứ bạn không có một cái gì nó quá serious và nó quá trầm trọng. Thì khi mà bạn đang ở trong cái trạng thái như vậy á, thì thần Covid cũng mặc kệ bạn. Ok, mày thích những cái sự tạm bỡ đó thì mày hãy cứ giữ những cái sự tạm bỡ đó đi, ta không có ý kiến, người ta chăm sóc cho những đứa khác. Thì bạn ở đây, cái thông điệp của mình á, tại sao mà lúc đầu mình nói là tụi ba, là ai chọn tụi ba thì hay chọn tụi, sẽ hay chọn tụi ba tiếp, tại vì cái lá này nè, nothing is yet set in stone, cái lá này nó rất hay ra và cho tụi ba nha. Tức nghĩa là các bạn tụi ba hay có một cái suy nghĩ rằng cuộc đời mình nó sẽ như vậy thôi, sẽ không có gì khá hơn đâu, mình đã trải nghiệm hết rồi, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến với mình cả, cái trước nó cũng như cái sau, cái sắp đến nó cũng như cái trước đây, rồi mọi chuyện nó cũng sẽ đi theo con đường đó. Tức nghĩa là bạn luôn mặc định, bạn luôn có một cái định kiến đối với những gì mình sẽ trải qua, là nó in the end, nó sẽ đi về một cái kết cục nào đó, và cái kết cục đó nó rất là một cái kết cục rất là không tốt, rất là unhealthy, nó là một cái cục mà bạn cũng không thích, nhưng mà bạn vẫn cứ keep in your mind, là bạn cứ giữ ở trong đầu là nó sẽ như vậy thôi. Đâm ra bạn không có bỏ công sức ra nữa, bạn không thật sự đầu tư vào nó nữa, bạn chỉ nuối tiếc những gì mà mình, chính xác là bạn nuối tiếc chính bản thân bạn ở trong quá khứ. Trước đây bạn đã từng có một cái câu chuyện tình và bạn đã cho đi rất là nhiều, cho đi một cách vô điều kiện, nhưng mà bạn không nhận lại được những gì mà mình xứng đáng, bạn không nhận lại được những cái thứ mà lẽ ra mình phải được nhận ở trong một mối quan hệ, thậm chí bạn bị người ta phủ phàng. Điều đó nó tạo nên một cái tổn thương trong bạn rất là lớn, và từ đó là bạn mới có
lối sống như bây giờ. Thì bây giờ bạn cứ nghĩ là bạn đang tiếc nuối một cái người tốt nào đó ở trong quá khứ và bạn sống với một cái hình mẫu đó, nhưng thật ra không phải. Ở đây cái mà bạn tiếc nuối đó chính là bạn tiếc nuối chính bản thân của mình ở trong quá khứ, bởi vì từ đây hiện tại cho đến tương lai bạn mãi mãi vẫn không thể quay lại là bản thân mình như lúc trước. Bạn mãi mãi không thể là một người mà yêu vô điều kiện, yêu một cách trong sáng, yêu một cách gọi là tươi trẻ như trước nữa. Và bạn nhớ cái cảm giác yêu đương như vậy ở lúc trước, cho nên bây giờ khi mà bạn đi đến đâu, bạn gặp ai, bạn cũng không yêu như cái cách mình đã từng yêu như lúc trước. Thì đâm ra bạn cứ nhớ hoài những cái đó, và bạn nghĩ là à, do người này không mang lại cho mình những cái cảm xúc như vậy, do người này không cho mình được những cái giây phút thăng hoa để mà mình có thể yêu họ như vậy. Nhưng mà thật ra không phải, chính bạn mới là người đang không tự cho bản thân mình cơ hội để được sống như trước đây, để được tươi trẻ như trước đây. Tại vì bây giờ những gì bạn đang làm đó chính là bảo vệ chính bản thân mình lá bốn xu, đó là bạn bảo vệ những gì mà mình đang có, những gì còn sót lại trong mình, thì bạn bảo vệ cái đó một cách quyết liệt. Nếu mà dự đoán khoảng thời gian tới, sắp tới của bạn, thì có thể là bạn sẽ vô tình gặp được một ai đó. Cái người này có thể là một cái nghiệp báo nhẹ đối với các bạn. Mình nghĩ là trong một cái tương lai dài, sắp đến, bạn sẽ có thay đổi. Chắc chắn bạn sẽ phải thay đổi, tại vì thật ra chính bản thân bạn cũng rất là ngán ngẩm với lại những cái câu chuyện nó ngắn ngủi như thế này rồi. Chắc chắn bạn sẽ có thay đổi, nhưng mà cái thay đổi nó sẽ diễn ra một cách từ từ và rất là chậm rãi, và diễn ra ở trong một tương lai rất dài. Thì cái người mà sắp tới bạn gặp á, đã gặp, đang gặp hoặc sẽ gặp. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì ở đây có là trải bài chung, có nhiều năng lượng á. Có một số người là họ đã gặp rồi nha, vừa mới gặp đây thôi. Có một số người là đang gặp, và một số người là sẽ gặp. Thì cái người này họ sẽ mang đến cho bạn những cái giây phút rất là thăng hoa, rất là tươi trẻ, những cái ấm áp về mặt tinh thần, làm cho bạn cảm thấy vui vẻ, cho bạn cảm thấy giống như là mình, thế giới nội tâm của mình được bừng sáng, được trẻ lại. Và chính cái người, nhưng mình không nghĩ bạn và người đó sẽ có kết cục với nhau. Và cái sự chia tay với người đó chính là cái chìa khóa để cho bạn mở cái khóa lòng của mình ra. Sau cái việc chia tay đó, bạn sẽ cảm thấy thật ra bấy lâu nay cái người có vấn đề là mình. Nghĩa trước nay mà bạn nghĩ cái người có vấn đề là đối phương ha, thì bây giờ bạn sẽ thấy là thật ra bấy lâu nay người có vấn đề là mình, và có lẽ là mình cần phải cải thiện hay sửa đổi một cái gì đó, có lẽ là như vậy. Và bạn bắt đầu đi trên cái hành trình nhận thức về bản thân, nhận thức mình cần phải thay đổi. Và khi mà bạn bắt đầu đi trên cái hành trình đó thì những cái sự biến đổi nó sẽ kéo theo và nó diễn ra. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không có diễn ra nhanh đâu, tại vì cái lối sống như hiện tại nó đã quá ăn sâu vào trong lối sống của các bạn rồi. Và một người khi họ đứng trước một cái sự thay đổi lớn, họ sẽ rất chần chừ, họ sẽ rất là sợ hãi. Mình sẽ bóc thêm cho các bạn một lá để xem về việc thay đổi trong câu chuyện tình cảm của các bạn ha. Simonology cho biết thay đổi trong câu chuyện tình cảm của các bạn, chọn tụ bài thứ 3. The answers you need are coming. Cái câu trả lời mà bạn cần á thì nó đang sắp đến. Nghĩa là như mình đã nói, cái sự thay đổi này nó diễn ra rất là từ từ, cho nên cái câu trả lời mà bạn cần để mà đánh thức tỉnh bản thân mình á, nó đang sắp đến. Giờ mà nó còn chưa đến nữa, giờ mình nó vẫn còn đang sắp đến, nghĩa là bạn biết là nó, cái việc thay đổi nó sẽ lâu tới mức nào rồi. Nhưng mà chịu thôi, đó là con đường của bạn. Chúng ta không thể thay đổi được những gì mà vũ trụ mang đến cho chúng ta. Chúng ta phải đối mặt với nó. Và quan trọng là mình phải lựa chọn được cách thức đối mặt nào tốt nhất cho bản thân. Vũ trụ không lựa chọn thay bạn. Vũ trụ chỉ cho bạn những cái thử thách, những cái trải nghiệm. Mà thông qua đó bạn sẽ học được những bài học đắt giá cho bản thân mình. Vậy thì cái việc lựa chọn cách đối mặt
như thế nào, việc lựa chọn bài học gì sẽ được rút ra là ở bạn. Cho nên mình nghĩ là bạn đừng đổ lỗi cho vũ trụ, mà bạn hãy dũng cảm đối mặt với vấn đề của mình, để rồi biết được là mình cần phải làm gì tiếp theo, mình cần phải thay đổi như thế nào. Thì đó là kết thúc thông điệp của các bạn chọn tụ bài thứ 3. Nếu các bạn cảm thấy thông điệp hay, đúng và phù hợp bản thân thì like, comment và hãy like và comment dưới phần bình luận giúp mình. Chia sẻ thêm clip này nếu mà bạn cảm thấy thật sự yêu thích nó. Đừng quên follow Linh Vita Road bây giờ ở trên tất cả các kênh rồi. Đó là YouTube, Instagram, Facebook và TikTok, để biết khi nào mình ra video clip mới, cũng như là có thể xem những cái video clip ngắn thông điệp ngẫu nhiên của mình. Đó là những video clip mà trong khoảng 1 phút thôi mình đăng ở trên TikTok. Thật ra những video clip đó mình cũng có đăng lại ở trên YouTube ở dưới hình thức là Shorts, nhưng mà Shorts thì đang ở trong giai đoạn gọi là beta, gọi giai đoạn thử nghiệm tại Việt Nam, thì không biết nó có sẽ tồn tại hay là nó sẽ rút đi. Cho nên là các bạn hãy tham gia thêm ở trên TikTok cho vui, cho biết. Rồi ha, mình sẽ vẫn giữ lịch ra video clip trên YouTube hàng tuần, 2 video một tuần. Vào thứ mấy và thứ mấy thì mình không hứa chắc được, nhưng mình chỉ hứa chắc là 2 video một tuần. Và với có 3 tụ bài, thông điệp dài hơn, cụ thể hơn, kỹ lưỡng hơn, để cho các bạn nhận thêm được nhiều thứ hay ho hơn với các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn vui. Bye bye.